Trong tiết mục này thì chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về mô đun của số phức. Để nghiên cứu về mô đun số phức thì trước hết phần 1 chúng ta sẽ nhắc lại một số kiến thức cơ sở trang bị cho nó. Khi xét một số phức Z bằng A cộng B Y thì chúng ta đã có phần trước đã nhắc rồi, đó là mô đun của nó được xác định bằng và một số cái điểm lưu ý chúng ta đã có, đó là một, đó là Z ngang nhân Z thì chúng ta đã biết rồi. Thứ hai, nếu Z mà bằng A cộng 0 Y thì mô đun của Z chỉ còn là tuyệt đối của A, hay nói cách khác là mô đun của một số thực thì chính là trị tuyệt đối của nó. Đó. Và chúng ta có tính chất thứ ba là mô đun của Z bằng 0 khi chỉ khi Z bằng 0. Một tính chất thứ tư mà chúng ta sẽ gặp thường xuyên, đó là mô đun của nếu xét hai số phức Z1 Z2 thì chúng ta có bằng mô đun của Z1 nhân mô đun của Z2. Cái này có lẽ thầy sẽ chứng minh nhanh để các em có thể nhìn thấy. Ở đây chúng ta có thể thể hiện luôn, chứng minh đơn giản thôi. Đó là chúng ta xét là mô đun của Z1 sẽ được xác định như ở trên này. Bình phương chúng ta sẽ thấy sẽ bằng là Z nhân Z ngang, tức là Z1, Z2 nhân Z1. Và điều này được xác định bằng Z1, Z1 ngang nhân Z2, Z2 ngang. Và rõ ràng ở đây các em thấy bằng Z1 và từ đây chúng ta suy ra điều phải chứng minh. Điều phải chứng minh. Do vậy tính chất thứ 5 mà các em cần nắm đó là mô đun của Z1 trên Z2 cũng bằng mô đun của Z1 Z2. Việc chứng minh 5 vận dụng hoàn toàn tính chất 4 bằng cách viết mô đun của Z1 trên Z2 thì viết bằng mô đun của Z1 nhân với Z2 mũ trừ 1, và các em áp dụng phép nhân này chúng ta cũng có được cái tính chất của nó. Như vậy, nghiên cứu về mô đun thì trước hết chúng ta phải nhớ được 5 cái tính chất cơ bản mà thường gặp như thế này. Rồi chúng ta sẽ sang phần 2. Dạng bài tập. Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu hai dạng bài tập cơ bản của mô đun. Đó là dạng bài tập thứ nhất là các phép toán liên quan đến mô đun, tức là có thể tìm mô đun biết số phức hoặc có thể là cho mô đun tìm số phức. Thì phần cho mô đun tìm số phức thì ta đã làm ở trong cái phần tiết 1, như là các phép toán. Còn bên chúng ta sẽ nghiên cứu chủ yếu về việc tìm mô đun của số phức, biết số phức F hoặc là biết hàm của FZ. Và dạng thứ hai là chúng ta sẽ nghiên cứu về các bài toán max min của mô đun. Dạng 1. Hỏi mô đun của FZ biết Z hoặc một biểu thức của FZ. Chúng ta xét ví dụ thứ nhất. Tìm mô đun của Z biết. Chúng ta biết được điều sau.
Z bằng căn 3 trừ 1, căn 3 Z bằng căn 3 trừ y mũ 2011. Thì liên tưởng đến những kiến thức đã được học, đã làm ở cái ví dụ trong phần tiết 1, chúng ta sẽ tiến hành. Trước hết chúng ta phải xét các giá trị cơ bản. Chúng ta thấy rằng 2011 thì có thể bằng 2010 cộng 1, 2009 cộng 2, vân vân, có thể áp dụng như vậy. Nhưng cái tiếp đằng sau đó ta khai triển hay không thì ta phải đi thử. Chúng ta thấy như sau. Căn 3 trừ y mũ 2 sẽ bằng, chúng ta khai triển ra, ở đây sẽ là 3, 3 trừ đi 1 thì còn 2. Trừ đi 2 căn 3, như vậy đặt 2 ra ngoài là 1 trừ căn 3, căn 3y. Thứ hai, căn 3 trừ y mũ 3. 1 là các em khai triển theo hàng đẳng thức, hoặc là các em có thể lấy cái y mũ 2 nhân với một lần căn 3 trừ y. Thì các em khai triển cái này ra, các em sẽ đạt giá trị là trừ 8y. Trừ 8y. Bây giờ chúng ta phải phân tích xem là sử dụng được hai cái này chưa. Như vậy, chúng ta tính thử hai giá trị, đặc biệt là mũ 2 và mũ 3. Thì chúng ta thấy là sau khi tính mũ 2, nếu như bình thường chúng ta có thể thường là vận dụng ngay cái mũ 2 rồi. Nhưng vì tính xong mũ 2, chúng ta thấy là biểu thức của chúng ta vẫn còn khá phức tạp. Như vậy chúng ta tính tiếp cái mũ 3, chúng ta thấy giá trị của chúng ta lại rất đơn giản. Và chúng ta hướng đến việc tìm một cái phân tích 2011 thành một số mũ nào đó có giá trị nhận giá trị mũ 3 để chúng ta khai triển rất dễ. Thì từ đây chúng ta nhận thấy là 2011, nếu chúng ta phân tích thành 2010 cộng 1, thì 2010 thì bằng 670 nhân 3. Và như vậy chúng ta đã tìm ra hướng. Và đến đây, từ đây ta suy ra, ta viết lại biểu thức Z của chúng ta sẽ bằng mũ 11 thì viết thành mũ 10 nhân với mũ 1, thì tức là căn 3 trừ y mũ 3 tất cả mũ 670. Đây chính là toàn bộ biểu thức này là mũ 10 nhân với mũ 1, tức là căn 3 trừ y. Và trong trường hợp này chúng ta thay cái này vào là trừ 8y vào, trừ 8y vào. Như vậy chúng ta có là trừ 8y mũ 670 nhân căn 3 trừ y. Cái này thì chúng ta thấy là trừ thì 8 thì thành 2 mũ 3 nhân vào đây, bỏ mũ chẵn nên là mất dấu trừ. Như chỗ này ta sẽ còn lại là bằng 2 mũ 2010. Đấy. Nhân với y mũ 670. Nhân với y mũ 670. Mà 670 nhân với y thì 670 lại chia cho 4 dư 2. Dư 2. Như vậy nó có dạng là 4n cộng 2. Mà 4n cộng 2 chúng ta còn nhớ là nó bằng trừ 1. Trừ 1. Do vậy chỗ này sẽ là nhân với trừ 1. Nhân với trừ 1, tức là cái y ở đây đóng vai trò, các em có thể ở đây này, thì minh họa đây là chính là y mũ 670. Toàn bộ y mũ 670 thì nhận giá trị là trừ 1. Còn lại nhân biểu thức ở đây chúng ta là căn 3 trừ y. Và đây chúng ta đã tìm được Z. Nên chúng ta sẽ biến đổi tiếp nhân vào để tìm ra Z. Như vậy từ đây ta sẽ suy ra Z. Như vậy chúng ta đây là trừ nhân vào sẽ là trừ 2 căn 3. Và nhân vào, ở đây chúng ta là trừ trừ cộng. Trong trường hợp này, người ta yêu cầu chúng ta tìm modulus. Sau khi đã tìm ra số phức thì việc tìm modulus trở nên rất đơn giản. Vậy từ đây suy ra bằng căn bậc 2 của
trừ 2 mũ 2 0 1 0 căn 3 bình phương cộng với 2 mũ 2 0 1 0 chúng ta thấy là chỗ này bình phương ra chỗ này là 3 3 lần nhân 2 mũ 2 10 bình phương, chỗ này một lần bình phương nữa là 4 đúng không ạ, 4 lần. Và như vậy ta đưa ra ngoài thì ta đáp số cuối cùng sẽ bằng 3. Như vậy chúng ta đã tìm được giá trị mô đun của Z trong trường này chính là 2 mũ 2011. Đây là một đáp số rất đẹp đúng không ạ. Giờ chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp ví dụ thứ 2 để thấy rõ hơn cái vấn đề của nó. Chúng ta nghiên cứu ví dụ thứ 2. Xét khối A năm 2010. Phần này là phần nằm trong phần nâng cao. Đề như sau. Cho Z thỏa mãn. Z thỏa mãn biểu thức của chúng ta là Z ngang sẽ bằng 1 trừ căn 3i mũ 3. Tất cả chia cho 1 trừ i. Câu hỏi là tìm mô đun của Z ngang cộng IZ. Đây là đề khối A 2010 nằm trong nội dung của phần nâng cao. Câu hỏi của chúng ta là trước hết là tìm mô đun của một cái biểu thức ở trong nó là Z ngang cộng IZ. Vậy muốn tìm được mô đun thì trước hết ta phải biến đổi cái Z ngang cộng IZ thành một số phức mới. Để từ đó mới áp dụng được công thức tính mô đun. Do vậy, xuất phát điểm nó cho Z ngang bằng cái này, trước hết ta cũng phải tìm Z ngang ra một, biến đổi Z ngang làm sao nó trở thành một số phức đã, rồi từ đó ta tìm ra Z, rồi ta mới tìm ra biểu thức chúng ta cần. Ở đây ta sẽ xét Z ngang. Ở một xét Z ngang ta sẽ xét là có ngay như sau, ta xét tử số trước. Có là 1 trừ căn 3i mũ 3 bằng 1 trừ 3 lần căn 3 y. Ở đây là chúng ta là cộng với 3 lần nhân với căn 3 y tất cả bình phương, tức là chúng ta trừ đi là 3 là 9 y bình. Như vậy ở chỗ này là y bình lại bằng trừ 1, nên chúng ta tiếp tục ở đây lại là một dấu trừ 9 y bình. Và chúng ta trừ đi 3 căn bậc 2 của 3 nhân y. Trừ nhưng mà vì y mũ 3 lại thành là y bình nhân y, mà y bình bằng trừ 1 chỗ này chúng ta thành cộng. Đấy, do vậy chúng ta biểu thức chúng ta có thể thu gọn lại, hai nơi khác sẽ bằng. Ở đây là 9 y bình. Thì chúng ta nhận giá trị xin lỗi, đây chúng ta chưa đổi, chưa bỏ dấu, chúng ta vẫn phải để dấu cộng. Vẫn phải để dấu cộng. Như vậy là 9 y bình chỗ này thành trừ 9. Trừ 9 với 1 thành trừ 8. Ở đây là 3 căn 3 hết. Như vậy chúng ta thấy là việc trên tử của chúng ta chỉ còn lại giá trị là trừ 8. Và từ đây suy ra Z ngang sẽ bằng trừ 8 trên cho 1 trừ y. Và đây thì ta sẽ biến đổi ở mất ở dưới mẫu đi, chúng ta sẽ bằng trừ 8 nhân với 1 cộng y. Và dưới mẫu chỉ còn lại là 1 trừ y nhân 1 cộng y. Ở dưới sẽ là thành bằng ở dưới là 2. Và như vậy ở đây ta sẽ biến đổi thành một số phức mới, đó là trừ 4 trừ 4y. Như vậy ta đã biến đổi thành trừ 4, trừ 4y. Từ đó ta sẽ, sau khi biến đổi Z ngang từ biểu thức phức tạp này trở về một biểu thức chính thức là một số phức, thì chúng ta sẽ suy ra Z, vậy ta sẽ suy ra Z và IZ. Như vậy ta sẽ tiếp tục suy ra yếu tố Z. Từ đây thì ta hoàn toàn suy ra Z của chúng ta sẽ bằng trừ 4 cộng 4y.
Vì biểu thức chúng ta có YZ, cho nên ta suy ra YZ sẽ bằng, ta nhân thêm Y vào đây, nhân thêm Y vào đây sẽ là 4Y bình. 4Y bình, chỗ này chúng ta nhớ sẽ là trừ 4. Như vậy chúng ta vẫn là trừ 4Y. Vậy nên hai biểu thức này chúng ta thấy là đây, hai cái này giá trị thực chất là một hai số bằng nhau. Vậy từ đây ta suy ra modulus của Z ngang cộng YZ sẽ được viết gọn lại thành modulus của một số phức, đó là lấy hai cái biểu thức này cộng với nhau sẽ là trừ 8Y. Đó. Mà modulus của nó, số phức này thì đương nhiên sẽ bằng căn bậc 2 của trừ 8 bình phương, và nó sẽ bằng 8 căn 2. Thì như vậy là đây là chúng ta đã nghiên cứu ví dụ đột về đề thi khối A 2010, và các em nhận thấy là biểu thức của chúng ta cho dữ kiện ban đầu cũng chỉ đòi hỏi là cho một biểu thức Z ngang, mà bản thân Z ngang này chưa phải là một số phức đầy đủ mà nó là sự kết hợp của thương hai số phức khác. Và từ cái việc thương hai số phức này ta phải biến đổi thành một số phức bình thường, như vậy ta có một tính chất về phép chia hai số phức cho nhau để chúng ta biến đổi về một số phức, và từ một số phức này rồi chính là ta tìm ra Z ngang ở đây. Từ số phức này rồi thì tìm ra số phức từ số phức liên hợp tìm ra số phức, rồi từ đó chúng ta biến đổi cách biến đổi từ modulus của một kết hợp của hai số phức thành một số phức để áp dụng công thức modulus là chúng ta đã làm xong. Như vậy chúng ta thấy là với đề khối A 2010, cả chương trình chuẩn và nâng cao người ta đều hỏi về các nội dung liên quan đến phép tính và modulus của số phức, và đòi hỏi các kiến thức cũng hết sức cơ bản. Và thầy hy vọng rằng phần này sẽ không làm khó cho các em nếu như gặp tiếp tục trong các đề thi của những năm tiếp theo, để chúng ta sẽ xét dạng 2 của loại toán này. Các em sẽ chuyển sang dạng 2 của phần này. Đó là chúng ta sẽ tìm modulus max hoặc là tìm modulus min của nó. Về mặt phương pháp thì chúng ta vẫn thiết lập những yếu tố liên quan đến tìm Z rồi tìm ra modulus của nó. Trên cơ sở giá trị của modulus thì chúng ta sẽ đánh giá để sao cho nó nhận giá trị max hoặc nhận giá trị min. Nếu chúng ta sẽ tiến hành xét ví dụ. Trong các số phức thỏa mãn, điều kiện của nó là Z trừ 2 cộng 3Y bằng 3/2. Hãy tìm số phức Z có modulus của nó là nhỏ nhất. Tất nhiên trong trường này ta có thể hỏi là số phức có modulus max. Chúng ta sẽ thử xử lý bài toán này. Trước hết quan tâm đến việc đầu tiên là giả thiết cho thì số phức Z của chúng ta là một số phức thỏa mãn có modulus bằng 3/2. Như vậy ta sẽ tìm xem biểu thức ở trong cái modulus này sẽ trở thành một số phức mới như thế nào. Chúng ta sẽ nghiên cứu ta biểu lại như sau. Từ giả thiết ta có là modulus. Ở đây bây giờ thấy x Z thì ta sẽ giả sử giống như là A cộng BI, thì chỗ này sẽ tách thành A trừ 2 cộng B cộng 3Y bằng 3/2. Ở đây ta phải ghi là với một điều kiện là Z bằng A cộng BI. Thế thì vì tính chất của modulus thì ta hoàn toàn suy ra là A trừ 2 bình phương cộng B cộng 3 bình phương và bằng 9/4 là đây là 1. Rõ ràng chúng ta thấy là tập hợp các điểm MZ, MZ tức là những cái điểm mà
biểu diễn số phức z thỏa mãn cái điều kiện sau này này. Ở đây là thỏa mãn sao đấy. Xét trên cái sao này này. Sẽ hoàn toàn thuộc vào một đường tròn C có tâm y của chúng ta là 2 trừ 3 và bán kính R bằng 3/2. Người ta thử mô phỏng hình học bởi vì đây là một cái đường tròn rất là dễ xác định. Và trừ 3 và như vậy đường tròn của chúng ta bán kính là 3/2. Đây là mô phỏng cái đường tròn C thôi. Như vậy y trong trường này chúng ta có. Như vậy về nguyên lý chúng ta thấy rằng sau khi biểu diễn toàn bộ cái tập hợp điểm Z thỏa mãn sao này chính là nằm trên cái đường tròn này. Thì về yếu tố hình học thì chúng ta chỉ được nối O với Y. Thì chắc chắn nó sẽ cắt tại M1 và M2. Và như vậy nếu như yếu tố tạo ra tại M1 là các điểm mà số phức Z thỏa mãn M1, tức là MZ1 và đây là MZ2, thì chắc chắn tại MZ1 sẽ có module là khoảng cách sẽ là ngắn nhất và chính là chúng ta đang đi tìm mục tiêu của điểm M1. Do vậy chúng ta có thể kết hợp thêm yếu tố hình học để mềm hóa bài toán này đi. Ở đây thì các em hoàn toàn có thể giải theo cái phương pháp tiếp tục biến đổi tiếp, nhưng mà đến đây nó khó hơn thì chúng ta giải theo cái. Nếu chúng ta xét ở đây, chúng ta có thể dựa theo yếu tố của tam giác vuông. Nếu chúng ta hạ xuống trục hoành, trục tung, chúng ta xét theo định lý Thales. Nhưng ở đây chúng ta xét này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Người ta có, mặt khác là ta có này, đường thẳng nối OI, đường thẳng OI của chúng ta sẽ có phương trình là y bằng. Ở đây chúng ta hoàn toàn là nó nối qua hai điểm mà y có tọa độ rồi. Đây, y của chúng ta có tọa độ rồi, bán kính 3/2. Do vậy là đường thẳng OI các em có thể thiết lập là chính là y bằng trừ 3/2x. Nhưng hai điểm O và Y đều biết rồi nên chúng ta hoàn toàn lập được ngay cái đường thẳng này. Ở đây tôi suy ra là OI sẽ giao C tại hai điểm M1, M2. Và ta giả sử là hoành độ của M1 nhỏ M2. Do vậy, yêu cầu bài toán sẽ thỏa mãn khi và chỉ khi tồn tại cái số phức Z1 để sao cho MZ1 thuộc vào đường tròn C. Hay nói cách khác là ta đang đi tìm, chính là chỗ này là trùng với yếu tố điểm M1. Và muốn tìm M1 thì chúng ta chỉ việc xét cái hệ thứ nhất là đường tròn của chúng ta. Ở đây trong trường này thì thầy có thể chuyển với hệ đường tròn của ta chính là x-2 bình phương. Ở đây là A nhưng ta hoàn toàn mặc định hoành độ tương ứng của nó. Nhưng ta chuyển sang cộng với y cộng 3 bình phương bằng 9/4 và đường thứ hai là đường y bằng trừ 3/2x. Ở đây là vì cái đường tròn 1 này biểu diễn đó nên thầy gắn lên hệ tọa độ thì thầy đổi thành biến tương ứng của nó là x và y thì cũng không hoàn toàn gì khác biệt cả. Không hoàn toàn gì khác biệt. Như vậy trong trường này thì cái hệ đây là một hệ rất là đơn giản. Các em hoàn toàn giải quyết ra. Và trong cái này sẽ ra hai nghiệm là M1 và M2. Vì dữ kiện của bài toán chúng ta chỉ là tìm để cho module min. Module min tức là cái khoảng cách từ M1O là ngắn nhất. Do vậy chúng ta thực chất là tìm ra điểm M1 thì sẽ có ứng với nó là có module min. Do vậy chúng ta chỉ việc chọn những nghiệm mà nó có hoành độ nhỏ hơn. Thì các em giải cái này các em sẽ suy ra điểm M1
Điểm M1 của các em sẽ có tọa độ là 26 trừ 3 căn 13 chia 13 và 78 trừ 9 căn 13 chia 26. Như vậy chúng ta tìm ra điểm M1 là như vậy. Và các em giải cái hệ này suy ra hai nghiệm, chúng ta chọn cái nghiệm có hoành độ nhỏ hơn là tìm. Và như vậy chúng ta đã tìm ra số phức Z sẽ bằng 26 trừ 3 căn 13 trên 13 cộng với 78 trừ 9 căn 13 trên 26. Và đây chính là số phức có mô đun nhỏ nhất. Như vậy trong trường hợp, trong ví dụ này, và đây cũng là cách làm ngắn hơn cả, nếu các em sử dụng bất đẳng thức trong trường này sẽ rất phức tạp, sẽ rất phức tạp. Và nếu để giải bất đẳng thức được, em có thể tham khảo cái phương pháp này trên báo Toán Học Đời Trẻ, mà thầy Lê Xuân Đại cũng đã viết một cái bài liên quan đến phương pháp tìm cái này. Nhưng nếu theo phương pháp đó thì sẽ rất phức tạp, mà chúng ta chỉ thấy ứng dụng một chút hình học thôi, bài toán của chúng ta trở nên mềm hóa đi rất nhiều và gọn gàng hơn. Chúng ta thấy là để giải bài toán này thì chúng ta đã sử dụng rất bình thường, đó là các phép biến đổi để đưa về một cái ứng dụng được mô đun, là chúng ta hệ thức 1. Từ hệ thức 1, đưa con mắt hình học vào đây, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy ngay điểm M biểu diễn các số phức Z chính là nằm ở trên đường tròn mà chúng ta biểu diễn đường tròn trên hình vẽ. Và từ trên hình vẽ thì chúng ta xác định được ngay cái điểm nào trên đường tròn mà có khoảng cách đến ô là ngắn nhất, thì rõ ràng chính là khoảng cách M1O đó. Và từ đây chúng ta theo hướng đó chúng ta đã lập luận và tìm ra được cái số phức Z. Và nếu như tìm mắc thì các em sẽ tìm ra điểm M2, cách làm hoàn toàn tương tự như vậy. Chúng ta thấy là ứng dụng của nó, chúng ta sẽ nghiên cứu thêm một ví dụ thứ hai để hiểu thêm tính đa dạng của cái dạng thứ hai này. Các em chuyển sang ví dụ thứ hai. Cho A là một số thực dương và M0 là một tập hợp các số phức khác không, sao cho mô đun của Z cộng 1 trên Z bằng A. Câu hỏi: tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của mô đun số phức Z khi Z thuộc vào M0. Ở ví dụ 2 này, trong trường hợp này người ta cho A là một số thực dương, nghĩa là ta đang xét một bài toán tổng quát. Do vậy số A này sau này người ta có thể thay các dữ kiện khác như bằng những cái số rất đẹp như 2011, 2010 v.v. thì chúng ta hoàn toàn có được những cái số và kết quả của bài toán sẽ rất đẹp theo những ý đồ của người ta. Đối với bài toán này thì chúng ta xét là chúng ta liên tưởng với ví dụ 1. Ở ví dụ 1 người ta cho chúng ta một cái mô đun bằng 3/2 thì chúng ta đã giải rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho mô đun bằng A và một biểu thức khác là Z cộng 1 trên Z, chúng ta thử xem nào. Do vậy chúng ta cũng xác định hoàn toàn xác định từ yếu tố này. Như vậy ta sẽ xét như sau. Ta xét biểu thức A bình phương nghĩa là bằng mô đun của Z cộng 1 trên Z. Theo công thức về khai triển của mô đun thì ta hoàn toàn biến đổi dưới dạng Z cộng 1 trên Z nhân Z ngang cộng 1 trên Z ngang. Và đây chúng ta vận dụng công thức tích, chúng ta thử biến đổi xem. Bằng Z nhân Z ngang. Z nhân Z ngang thì chính là bằng mô đun của Z bình phương. Chúng ta lấy cái này Z cộng với Z trên cho Z ngang rồi cộng với Z ngang trên Z và cộng 1 trên Z nhân Z ngang thì ta lại có 1 trên mô đun của Z bình phương. Và như vậy nếu như thực hiện quy đồng thì chúng ta hoàn toàn suy ra quy đồng lên. Hai cái này quy đồng với nhau thì đã cũng tạo thành mô đun của Z bình. Do vậy ta hoàn toàn làm được bước quy đồng. Đó là mô đun của Z bình A bình sẽ bằng
module của Z mũ 4. Cái này quy đồng thì sẽ cộng với Z bình phương cộng Z ngang bình phương và cộng 1. Như vậy ta sẽ biến đổi thêm một bước nữa để chúng ta nhìn rõ hơn sự đánh giá này. Ở đây thì thầy sẽ biến đổi làm sao để cho có tất cả bình phương để chúng ta dễ đánh giá. Như vậy muốn thế thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái lượng là cộng và bớt đi một lượng là 2 lần Z nhân Z ngang. Và Z nhân Z ngang chúng ta có như sau. Ở riêng cái biểu thức này thì ta sẽ thấy ta muốn mục tiêu của ta là Z ngang cộng Z tất cả bình phương thì ta phải trừ đi 2 lần Z nhân Z ngang, thì thường là 2 lần trừ đi modul của Z bình phương. Do vậy phương trình này ta có thể nhóm lại là tương đương với là modul của Z mũ 4, modul của Z mũ 4 trừ modul của Z bình phương nhân với A bình cộng 2 cộng 1 bằng trừ đi Z cộng Z ngang tất cả bình phương. Và như vậy rõ ràng cái này nhỏ hơn bằng 0. Hay nói cách khác là ta đang xét cái module của Z mũ 4 trừ và đây là một bất phương trình trùng phương thông thường. Các em giải bất phương trình trùng phương này ta sẽ tìm được nghiệm như sau. Từ đây ta suy ra nghiệm của nó là A bình cộng 2 trừ căn của A mũ 4 cộng 4A bình trên 2 nhỏ hơn hoặc bằng mũ đun nét bình là nhỏ hơn hoặc bằng A bình cộng 2 cộng căn của A mũ 4 trên 2. Mục tiêu của ta là đi tìm module miền chặn của module Z, nhưng ta mới tìm ra là module Z bình, do vậy ta phải biến đổi tiếp. Hoặc là ta khai căn trực tiếp thì chúng ta sẽ lấy ngay kết quả này, nhưng nhìn khá cồng kềnh. Nếu ai tinh ý chúng ta hoàn toàn biến đổi hai cái này chính là hai cái biểu thức hàng đẳng thức. Mà do vậy ở đây này chỉ ta có thôi, minh họa một biểu thức một vế thôi để chúng ta nhìn thấy này. Ta có A bình cộng 2 thì nhân cả tử với mẫu với 2 thì thầy sẽ thấy là có A bình cộng 4 trừ 2 lần A căn của A bình cộng 4 và còn lại là cộng với A bình trên 4. Thế ta có ta biểu diễn mỗi cái này thôi, minh họa thì chúng ta thấy rằng ở đây chính là bằng căn bậc 2 A bình cộng 4 trừ A bình phương. Và vế bên này thì tương tự như vậy, cũng chỉ là cộng A thôi. Do vậy ở đây hoàn toàn suy ra miền chặn của Z, chúng ta thấy là căn bậc 2 A bình cộng 4 trừ A trên 2 nhỏ hơn bằng mô đun Z và nhỏ hơn bằng trên 2. Và đây chính là giá trị chúng ta cần tìm. Và do vậy chỗ này chúng ta có thể kết luận đây chính là đó. Như vậy với ví dụ 2 này thì chúng ta lại thấy là chúng ta vận dụng hoàn toàn yếu tố của đại số. Ở ví dụ 1 thì ta có sự kết hợp yếu tố hình học sẽ ngắn hơn, còn ở ví dụ 2 thì ta vận dụng yếu tố đại số, chúng ta đã đánh giá được biểu thức của chúng ta. Như vậy ở trong hai ví dụ thì mỗi ví dụ có những cách thực hiện khác nhau mà cũng đều có cái dạng cấu tạo cơ bản giống nhau để giúp các em có hình dung được cái phương pháp tìm đối mắc min của mô đun dối phức trong những hợp như thế này. Hy vọng là các kiến thức liên quan đến mô đun đã phần nào giúp các em hiểu được bản chất của mô đun của số phức và một số ứng dụng của nó.
Phần còn lại chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp trong phần biểu diễn hình học của số phức, thì chúng ta sẽ thấy mô đun của số phức còn được ứng dụng nhiều hơn nữa.